Vâng, chào mừng các bạn đến với series về thiết kế trang web với WordPress dành cho bên Digital Marketing. Thế thì để làm được cái bài này thì chúng ta cần phải cài đặt WordPress trước nhỉ. Mình xin chú ý là để mà chúng ta có thể theo dõi được tất cả những cái series của cái bài này thì các bạn đăng ký subscribe cho cái kênh này. Subscribe cho kênh này để chúng ta nhận được những thông báo mới nhất. Ok. Nào bây giờ chúng ta vào bài. Thế nội dung của chúng ta sẽ là xây dựng trang web. Với WordPress. Ok. Thế thì chúng ta sẽ sang cái video đầu tiên. Ta có WordPress này. Và cài đặt. Ok. Để mà cài đặt ấy, thì chúng ta sẽ cần phải download những như sau. Thứ nhất là download Sam. Ok, cái thứ hai là download WordPress. Ok, nào thì bây giờ chúng ta sẽ vào đây, chúng ta search này, download này, AMPP. Rồi, các bạn vào đây, click vào đây, ta download về. Đây, bạn có thể download cái này về. Rồi. Thế thì cái XAMPP này làm gì các bạn? Là web server đúng không? Rồi. Thế còn cái này chính là gì? Là cài đặt trang web. Ok. Đó. Rồi, chúng ta đã download xong rồi đây. Sau đó bạn cài đặt thôi đúng không? Các bạn cài đặt một cách bình thường. Đấy, run. Ok. Sau khi bạn cài đặt xong thì nó sẽ xuất hiện ở trong cái ổ C của chúng ta. Chúng ta sẽ có cái này. Đây, nó sẽ như thế này. Các bạn nhé. Ổ C như thế này. Ok, như vậy ta xong bước đầu tiên. Bước số 2 thì các bạn phải download cái WordPress về. Ta sẽ download như thế này. Ok. Đấy, các bạn vào đây bạn download về. Download phiên bản mới nhất về. Này, download cái này về. Download về. Ví dụ thế. Rồi, sau khi download về ta đã có cái này. Thế về nhiệm vụ của bạn là bạn sẽ giải nén cái này ra. Bạn copy vào đây. Copy này vào phần SAM này, vào htdoc này, rồi paste vào đây. Ok, paste vào đây. Đấy. Ok, sau đó chúng ta tiến hành giải nén extract here. Đó, rồi như vậy ta đã giải nén thành công cái WordPress ở đây nhé. Thư mục này là thư mục cài đặt. Chúng ta chưa có trang web đâu. Ok, như vậy xong. Phần download coi như chúng ta đã thực hiện xong này. Tiếp theo này. Tiếp theo chúng ta bắt đầu cài đặt này. Mở sao. Và cài đặt. Rồi. Nào, thế bây giờ chúng ta để mà mở sao thì chúng ta kích vào cái phần ổ C này. Sao. Chúng ta tìm đến cái này. Sao control. Các bạn chú ý, các bạn phải khởi động. Tức là kích vào chỗ này Start này, kích chỗ này Start này. Bao giờ bạn nhìn thấy có cái POC này và cái POC này thì là coi như bạn khởi động thành công. Nếu mà không xuất hiện hai cái dòng này thì tức là chúng ta chưa khởi động thành công các bạn nhé. Bắt buộc phải khởi động được Apache và MySQL thì chúng ta mới thực hiện được nhé. Tức là bạn kích vào đây Start này, kích vào đây Start này thì bạn sẽ khởi động lên.
Ok, để kiểm tra được việc đã khởi động thành công hay chưa, bạn sẽ gõ vào localhost. Đây, bạn gõ localhost như thế này. Gõ này, localhost PHP MyAdmin. Đấy, bao giờ nó khởi vào được như thế này, bạn kích vào đây mà nó vào được như thế này thì tức là bạn đã khởi động thành công. Ok, còn nếu không làm được đến chỗ này thì tức là chúng ta sẽ làm là chưa thành công nhé. Ok, rồi tiếp theo bây giờ ta tiến hành việc cài đặt nhé. Cài đặt này, tiếp theo là mở ra cài đặt này. Ok, tiếp theo là bây giờ ta mới tạo database. Rồi, thì chúng ta sẽ vào cái trang như thế này. Vào cái trang localhost php myadmin, bạn enter. Sau đó bạn tạo một database mới. Ok, chúng ta kích vào database này. Chúng ta tạo một database mới. Ví dụ bạn ghi là digital. Bạn ghi cái khác đi. Test đi. Web 1 nhá, database là test web 1. Ok, sau đó chúng ta chọn collection này, bạn kéo này, chọn là cái Unicode nhé. Rồi, sau đó bạn create. Ok, bạn nhớ cái tên database là test web 1 các bạn nhé. Rồi ok, bây giờ ta tiến hành ta cài đặt như sau. Cài đặt này, cài đặt trang web thì chúng ta sẽ gõ như thế này. Các bạn chú ý này, ở phần này thì chúng ta có một cái thư mục tên là SAM này, htdoc này. Bây giờ các bạn phải kích là localhost WordPress mình muốn cài cái trang này đúng không? Ok, thì chúng ta sẽ ghi như sau. Ta ghi là localhost rồi WordPress. Ok. Bởi vì là nó trỏ vào localhost là nó trỏ vào cái thư mục htdoc nha. Do đó để mà cài đặt thì ta sẽ gõ là localhost WordPress, bạn enter này. Rồi. Nó đang có một chút về version nhá. Thì mình sẽ khởi tạo lại cái version này. Nào, ta gõ lại đúng như thế. Sao? Nhớ là phải sau khi tạo database nhé. Bạn vào localhost này, PHP MyAdmin xong này. Nha. Sau đó ta tạo database tên là test web 1 này. Bây giờ ta vào đây ta gõ localhost WordPress. Rồi. Đấy, thì nó sẽ xuất hiện như thế này. Bạn chọn kiểu là tiếng Anh. Rồi. Chọn let go. Rồi, bây giờ database name, vừa rồi bạn nhớ database name là gì các bạn? Tên là test thì test web 1, bạn ghi là test web 1 nhé. Test web 1. Rồi, username thì username mặc định của bạn là root. Rồi, password là không có gì. Các bạn nhé, đấy mặc định như vậy. Chúng ta submit. Rồi, và chúng ta chọn run the iteration. Rồi, nào bây giờ chúng ta cái phần sai tai thì bạn ghi là marketing chẳng hạn nhé. Ok, username thế thì ở đây chúng ta đặt username là admin. Rồi, password thì chúng ta có thể đặt password nào để cho nó dễ, ví dụ như là 123456 cũng được, kệ nó. Sau này chúng ta làm thật thì chúng ta sẽ đặt password nó mạnh hơn. Email thì bạn nhập một cái email nào vào đây, ví dụ như một cái email của bạn vào để chúng ta nhận được các cái thông báo, đúng không? Thế thì sau đó chúng ta chọn này, Instant WordPress. Nó bảo yêu cầu là phải cung cấp một cái email đúng không? Thì bạn cứ nhập vào đây,
Còn email ví dụ như bạn có thể ghi là email của bạn đúng không? Rồi, ví dụ thế. Confirm này. Nào, và chạy thử. Đấy. Nào, password thì là 1 2 4 5 6 nhé, chúng ta chọn login, logout và login. Như vậy ta đã cài đặt thành công rồi, đúng nhỉ? Bây giờ các bạn phải ghi vào đây. Chúng ta ghi là admin này. 1 2 3 4 5 6 để chúng ta ghi là remember me để chúng ta login vào trang quản trị nhé. Thế còn cái trang mà của chúng ta sẽ là trang này. Bạn copy cái này. Đây là trang quản trị này. Còn đây là trang mà chúng ta sẽ hiển thị cho người dùng. Trang này là chỉ chúng ta biết thôi. Còn cái trang hiển thị cho người dùng là trang này. Ok, thì đây chính là nội dung cái trang web của chúng ta. Các bạn nhé. Đấy, chưa có gì cả, đúng không? Đấy, cơ bản nó như thế này. Rồi, như vậy là chúng ta đã cài đặt xong cái trang WordPress, được chưa nhỉ? Sau khi cài đặt xong trang WordPress thì chúng ta có thể là chúng ta thực hiện việc thay đổi các cái nội dung theme ở trong đó, đúng không nhỉ? Thế thì chúng ta để mà thay đổi nội dung theme thì chúng ta sẽ có những cái gì mà các bạn cần quan tâm? Thì ở đây chúng ta sẽ vào phần này, đúng không? Các bạn nhìn thấy này, chúng ta sẽ có phần appearance này nhỉ. Đây nó sẽ cho phép bạn chọn một cái theme nhá. Đấy, chọn một cái theme thì bạn có thể chọn bất kỳ một cái theme nào. Đúng nhỉ? Đấy. Đấy, những cái theme này là những cái theme. Tiếp theo này chúng ta có những cái phần customize này, cần widget này, phần menu này, phần theme editor, thì những cái này có thể là chúng ta sẽ thực hiện trong các cái bước sau. Rồi. Đơn giản vậy thôi đúng không? Như vậy chúng ta đã thực hiện việc cài đặt xong cái trang web và nội dung trong web như này. Như vậy mình nhắc lại này, chúng ta sẽ có cái trang cơ sở dữ liệu là localhost php admin này, trang mà chúng ta dùng để quản trị thì nó là localhost wordpress này, wp gạch ngang admin, trang mà cho người dùng ta xem là localhost wordpress. Đấy. Như vậy là ta đã gì tiến hành cài đặt xong ở trên localhost. Ok. Rồi các bạn nhớ đăng ký cái subscribe cho kênh Android Polydap này để chúng ta có thể lấy được tất cả những cái video mà về cái series xây dựng trang web WordPress nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi.